chát chát cùng Woossy. Ủa, điều đúng không? Này Lương hả? Gì? Noisy là gì? À, mission. À, trời ơi. Tiền hả? Phải không? À, này tờ giấy. Cho cả công ty hay sao mà tự nhiên đưa cái này chứ ta? Mission các bạn. Ok, đéo chưa làm ơi. Nhiệm vụ: hãy đến thăm bảo tàng địa chỉ tại số 25 Tú Sương, phường 7, quận 3 và tìm những chú gấu được giấu ở đó. Đến xem có bao nhiêu gấu lớn, gấu trung bình và gấu nhỏ tại đó. Ước gì gấu là con gái. Không hiểu thôi. Nếu đếm không đúng sẽ bị bỏ lại bảo tàng và bị nhốt ở đó mãi mãi. À sao? Nói chứ là bây giờ mình phải đi bảo tàng, nhưng mà mình phải đếm ở đó có bao nhiêu gấu. Ở đó khoảng 2.000, 1.000 là chết luôn á. Ok, bây giờ chị cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ chị phải đi bảo tàng. Ok, bây giờ chị sẽ đi bảo tàng với các bạn nha. Ủa, giờ mở nha. Mở mắt ra nha. 1, 2, 3. Gì vậy? Đây là bảo tàng hả? Có 2 con gấu. Là xong hả? Là sao? Wow. 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 Trời ơi, các bạn ơi. Oh my god, siêu bự. Ở đây cho em chụp 8 hình dùm em. Rồi, chụp nhấp. Rồi. Ok. Ok, nãy Woossy đùa thôi. Bởi Woossy sẽ vào trong nha mọi người. Nghe là ở đây đẹp lắm, nhưng mà Woossy thật sự là chưa bao giờ tới. Lại ở đây có 2 con gấu siêu bự này. Cái này. Ok, bây giờ mình ok, đi các bạn. Thế là nói chung là ở dưới thì có rất nhiều chỗ đẹp để mà mình chụp hình và quay. Nhưng mà tôi suy nghĩ, tôi thấy là ở dưới lầu rất là đông người, cho nên là tôi sẽ ăn ở trên lầu nha mọi người. Mà trước khi tôi lên lầu, tôi muốn chụp hình tí. Chụp hình đi anh, chụp hình. Ok, ồ bên này cũng đẹp đây. Ok, ok, ok. Ok, mình lên lầu đi. Chị sẽ ngồi đây. Ok, cho em menu. Ok, wow. Các bạn ơi, món này cuối cùng đã xuất hiện trước mắt Woossy rồi. Bây giờ Woossy sẽ giới thiệu cho các bạn món ăn nha mọi người. Đây là cơm kim sa có trứng muối. Và đây là cơm kim tiền cá xé. Đúng không? Đúng rồi, còn cái này là hồi sò sốt son sa. Còn đây là sakura, phô mai sakura nhé mọi người. Còn đây là choco sữa dừa. Còn đây là chan xí muội. Trời ơi. Ok, thì bây giờ thì ăn cơm trước. Nói chung là ở đây chén rất là đẹp. Và cái xếp cũng rất là đúng. Không biết ăn cái nào trước. Với lại cái phần này là Woossy nãy kêu nhiều món quá, xong mời chủ mời Woossy cái món này nữa, chứ không phải là Woossy mua nha mọi người. Ở đây phục vụ rất là tốt nha mọi người. Ngon quá. Còn cái này sao? Ngon quá. Ok, còn cái này. Tại vì món này nghe nói là ở đây có một cái sốt riêng mà không có chỗ nào bán hết, chỉ bán ở đây thôi. Nhưng mà càng ăn nhiều thì nó càng thơm á. Để ăn với cà xế thử nha. Cà xế. Tương cà này nó đặc nhờ. Với lại có mùi BBQ á. Nếu mà so sánh hai cái này thì có nghĩa là cái này ngon hơn cái này nhiều. Bởi vì cơm này thì thiếu cơm chiên bình thường, nhưng mà cái này thì cơm chiên với lại có một cái sốt rất là đặc biệt, nhưng mà Woossy không biết nó mùi gì. Còn cà xế nó cũng ngon. Ok, các bạn thấy sốt này không? Cái sốt này không phải là sốt mayonnaise bình thường, mà là cái này là sốt từ cocktail các bạn, cho nên là nó rất là thơm. Cái này là xôi điệp, cho nên là ủa mà cái này xôi điệp hả? Sao ăn giống như là thịt gà vậy đó. Oh. Các bạn nhớ, tới đây xin mời các bạn nhớ ăn thử món này nha mọi người. Đây là cồi sổ súp sông Sa nha mọi người. Cái này phải Ushi phải uống cái này trước nhưng mà quên. Còn cái này là chanh xí muội. Nhưng mà ở trên thì xí muội chứ không phải là tiêu nha mọi người. Chua chua nhưng mà nó hơi giống nước cam nha mọi người. Ngon thiệt. Nhìn thì nhóm xin một chút xíu, xin tối dâu một chút xíu nhưng mà đó là lại khác. Rồi chị sẽ uống thử Soco sữa dừa nha. Rồi ở trên thì có topping. Sakura nên là phụ nữ nha. Ăn cái này không đã. Wow các bạn ơi, hoa anh đào này các bạn. Còn này, ở trên đây có hoa anh đào này. Wow, cái này ăn được đúng không? Ăn được không? Trời ơi. Skip. Wow, ăn như vậy đã không? Wow. Đúng rồi. Đúng rồi, hôm nay tới đây không phải là chỉ ăn mà là mình sẽ phải đếm gấu nữa. Chứ nếu mà mình không có đếm gấu là mình sẽ phải ở lại. Rồi, không ăn tiền luôn. Cho nên là bây giờ mình phải đi tìm gấu thôi các bạn. Chứ không lâu mình sẽ phải ở đây mãi mãi á, phải rửa chén mãi mãi luôn á. Ok. 1 2 3 4 5 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dưới lầu 1 là 26 con nha mọi người. Bây giờ lên lầu nhé. Ok. Đây là hồi nãy. Ở đây không có. Là 1 2, 3, 4, 5. Lầu 2 là có 5 con nhé mọi người. Vậy là tổng cộng là 31. Không tính lầu 3. Lầu 3 con thứ nhất. Con thứ hai. Ok thì lầu 1 là có 26 con. Lầu 2 là có 5 con. Còn lầu 3 thì có 2 con. Tổng cộng là 33 con đúng không chị? Yes! Đúng rồi. Cuối cùng là Ushi đã về được rồi các bạn. Bây giờ Ushi về được rồi. Và Ushi rất cảm ơn mọi người đã xem clip của Ushi. Và các bạn nhớ bấm like. Và các bạn nhớ subscribe nhiều Ushi nhé. Bye bye. Không muốn phù hợp với Ushi. Ok. Rồi, không bằng tiền luôn. Chết rồi. Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Okay. Chị phải nói đúng rồi chứ tự nhiên em tự xử luôn cho em hỏi chị. Thì tính ra đúng không? Chị, em phải nói cái ok, em sẽ hỏi lại.